Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của Văn. Văn thích đi du lịch, trải nghiệm và khám phá đây. Chào mừng mọi người đến với thành phố mù sương Đà Lạt, thành phố mộng mơ Đà Lạt. Và đây là lần thứ hai Văn trở lại Đà Lạt ở trong năm nay. Theo Văn thấy thì thời tiết Đà Lạt hôm nay khá là trong lành và dễ chịu nha mọi người. Đó, có lốc phớt sương mù thôi. Nhiệt độ hiện tại đang khoảng 22 độ. Văn đang tìm đường để đi đi ra đổ xăng cái đã. Mình mới vừa nhận xe thôi mọi người. Bây giờ đang tìm đường đó, đi đổ xăng xong rồi chúng ta sẽ đi ăn bánh canh xíu mại. Bánh mì xíu mại chứ. Nên là mà không ăn bánh mì xíu mại là một thiếu sót ha. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Văn đây. Thì sáng nay bọn mình sẽ đi ăn bánh mì xíu mại ha. Hiện tại thì Văn đang có mặt tại địa chỉ 41 đường Yết Kiêu, một cái quán bánh căn bánh mì xíu mại. Bây giờ mình cùng vào trong để trải nghiệm thử nha. Đây rồi mọi người ơi, món ngon mà mọi người phải thử khi mà đến Đà Lạt ha. Thì một phần về thì Văn thấy có 3 cục xíu mại nè, 4 cục, 5 cục. Ủa? 5 cục xíu mại. Ủa gì vậy? Một cây chả. Văn có treo thêm một ly sữa đậu nành nóng nữa. Ở bên đây sẽ bỏ một ít sa tế khô vào ha. Bánh mì rất là giòn nha. Giờ mình sẽ thử cục xíu mại này. Xíu mại bạn thấy có nêm khá là nhiều tiêu nè, hơi cay nồng. Thịt có mùi pate béo béo. Nói chung là món này ăn sáng rất là hợp, tại vì nó khá là ấm á, ăn rất là ấm bụng. Trong đây có kèm mấy cái gỏi đu đủ bào nè, ăn kèm chung vô cũng khá là ngon ha. Nãy Văn cho hơi nhiều sa tế khô á, cho nên là nó hơi cay chút xíu. Bây giờ mình sẽ thử sữa đậu nành. Số 1 luôn. Béo béo, không quá ngọt nhưng mà thơm mùi đậu. Ok, bây giờ Văn sẽ ăn tiếp nha. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở trong địa điểm tiếp theo. Hello các bạn. Đó, Văn quay cảnh Hồ Xuân Hương buổi sáng cho các bạn coi ha. À, mọi người có thấy yên bình không? Đó, người dân ở đây buổi sáng chạy bộ nè, dậy sớm chạy bộ. Đó, Hồ Xuân Hương. Rồi quán cà phê rất là nổi tiếng ở Đà Lạt rồi ha, Thanh Thủy. Đó, màu tím tím đặc trưng. Tới nữa đi đường này chúng ta sẽ đi ngang qua vườn hoa Đà Lạt. Và bây giờ thì Văn đang chạy trên đường chạy ra đỉnh Lang Biang, đi tham quan Lang Biang. Nói giờ thì Lang Biang là một địa điểm du lịch rất là nổi tiếng rồi, nhưng mà mình vẫn chưa có cơ hội đi. Thì bây giờ mình sẽ đi. Bên kia là quảng trường Đà Lạt ha. Theo thông tin Văn tìm hiểu thì hiện tại The Friend vẫn chưa xong mọi người ơi. Nhưng mà Văn nghĩ chắc vài tháng nữa thì The Friend sẽ xong rồi đó. Mọi người có thể lưu thông lại được bình thường. Thì nếu mà mọi người muốn chạy từ Sài Gòn lên trên Đà Lạt đó, thì có thể thử tuyến đường DT747 ha. Rất là đẹp và vắng xe luôn. Cái đường đó thì nó hơi xa với quốc lộ 20 một chút xíu, nhưng mà được cái nó rất là vắng xe.
Bữa thì lên Đà Lạt, Văn ngồi trên xe và Văn lên xe là Văn ngủ rồi mọi người ơi. Chứ bình thường cầm tay lái chiếc xe, lái xe đi chơi thì mình vẫn thích hơn. Không biết mọi người có thấy rõ không ha. Nhưng mà hiện tại góc nhìn của Văn thì đang thấy mây nó đang bay phấp phới ở trước mặt nè. Sương hiện tại là gần 7 giờ rồi. Sương cũng đang bắt đầu tan dần rồi. Đang bay sương bay phấp phới. Đó, rất là đã luôn. Thì cái khu vực này á thì theo Văn thấy là rất là nhiều nhà kính nha. Ở đây lúc trước là những cái đồi nguyên sinh á, xong rồi người ta sẽ bào nó đi, người ta xây nhà kính ở trên đó. Từ khu vực gì là đó, quá trời nhà kính luôn rồi mọi người. Lạc Dương xin chào tất cả mọi người. Có bạn nào ở Lạc Dương không ta? Nhớ comment cho Văn được biết nha. Ok, không biết là còn bao lâu nữa mới tới Lạc Dương, nhưng mà Văn đang rất nóng lòng được đi thử. Và sau khi thông quan Lạc Dương xong thì lát nữa trên đường về thì bọn mình cũng sẽ ghé ngang một cái đập thủy điện rất là nổi tiếng ở tại Lạc Dương luôn. Thì lát nữa mọi người đón xem đó là nơi nào nha. Ok, theo bản đồ chỉ dẫn thì đi thẳng một cây nữa chúng ta sẽ tới được La Vian. Được xem như là trái tim của Đà Lạt, Lang Biang là ngọn núi cao nhất của thành phố sương mù. Và vì sao nó lại hấp dẫn đến vậy thì bây giờ cùng mình tìm hiểu nhé. Ngọn núi này có tên là Lang Biang bởi vì nó được gắn với một truyền thuyết rất là đặc biệt, một câu chuyện tình yêu được bắt đầu ở ngọn núi này. Ngày trước có một cô nàng tên là He Biang mang lòng yêu thương một chàng trai tên là Ca Lang. Họ yêu thương nhau nhưng số phận chắc trở, hai gia đình lại ở hai bộ tộc khác nhau, cho nên là bị gia đình phản đối và ngăn cấm. Cả hai đã chọn cái chết để giữ chọn tình yêu thiêng liêng của cuộc đời mình. Bây giờ thì tượng của họ cũng đã được đặt ở trên đỉnh núi nha. Khác với việc ôm cua cả gói ngoài kia bằng mô tô hay là xe máy, thì khi đến La Biang các bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác ôm cua bằng xe hơi rất là phấn khích. Những khúc cua ngoặt trái ngoặt phải liên tục. Lúc này là tôi bị ép tới ná thở luôn đó. Nhưng mà nhìn cảnh đẹp ngoài kia đi, nó làm tôi muốn nhảy xuống xe và đi bộ lên đỉnh lắm luôn. Thực ra là dạo gần đây có trào lưu là đi trekking lên đỉnh núi Lang Biang, nhưng mà quãng đường trekking cũng khá là xa và tôi lại lười, và để tiết kiệm thời gian nữa cho nên là tôi sẽ chọn là đi xa hơi đi lên đỉnh. Có một điều mà chắc mọi người chưa biết khi mà đến Lang Biang, đó là các bạn đi đến đỉnh Lang Biang bằng xe jeep và đi lên đỉnh núi. Thì khi đến đây các bạn đã nghĩ là mình đã chinh phục được ngọn núi Lang Biang này rồi đúng không? Nhưng thực chất là không phải vậy. Thật ra là chỗ các bạn đi xe jeep đến nơi đó chưa phải là đỉnh của Lang Biang. Đó chỉ là một ngọn đồi tại khu du lịch này thôi. Nơi mà các bạn chinh phục nó có tên là đỉnh Radar, cao 1929m. Còn khu du lịch Lang Biang này được nhiều ngọn núi ghép thành. Đỉnh núi cao nhất tại đó cao đến 2167m lận nha. Khúc này là tôi đang đứng ở cái chỗ mà mọi người hay chụp hình check-in khi mà tới đây nè. Mà chàng ơi, đứng một hồi lâu quá vẫn chưa được chụp hình nên thôi tôi đi chỗ khác. Ê, chỗ này có mấy cái kính tiềm vọng nè. Giá hình như là 10.000 cho 3 phút thì phải. Nhưng mà để ý kỹ thì mới thấy là hai cái kính này giống mặt,
con robot Văn y trong hoạt hình ghê nha. Thế là tôi quyết định chụp hình với nó. Xem nè, ngầu chưa? Chuyện này đi thì tôi thấy tôi rất là may mắn khi mà được đi vào mùa hoa rất là đẹp ở tại Đà Lạt. Mà nói tới hoa ở Đà Lạt thì ngoài hồng ra thì chắc chắn không thể không nhắc tới hoa cẩm tú cầu rồi. Trời ơi, gì mà nó to dữ thần vậy nè, y như là một trái bóng luôn đó. Nào xanh, nào tím, tất cả điểm xuyến trong một khu vườn rất là lộng lẫy luôn. Tuyệt vời. Mời đẹp, mời đẹp. Đi tới đây thì tôi thấy một cái bùng binh, tôi không biết gọi nó là cái gì nữa, nhưng mà gọi bùng binh đi ha. Mọi người biết đây là hoa gì không? Chỉ tôi với nha. Lúc này thì tôi đang đi vô nhà bản sóc dân tộc miền núi ở Tây Nguyên ở trên đây nè. Như mọi người có thể thấy ở góc trái, đó chính là tượng của Cà Lăng và Hà Bi An đó. Và ngọn núi này được đặt theo tên của hai người đó nha. Cái này là cái thang được người dân tộc để dùng để leo lên nhà sàn hồi xưa ha. Còn ở bên dưới thì dùng để chất gỗ, vật tư được sử dụng ở trong nhà. Trước nhà sẽ có mấy cây cối để giả thóc ha. Đi vào đây thì mọi người có thể tìm hiểu về các ngành nghề đặc sắc văn hóa của dân tộc Tây Nguyên bản địa ở trên đây ha. Lúc này thì tôi đang dọc cái đàn tờ rưng ở đây nè. Công nhận là tôi cũng cảm âm ok phết, đánh được bài Happy Birthday lẫn chứ bộ. Ở đây còn có một cây đàn đá nữa, mọi người có thể tới đây trực tiếp và trải nghiệm nha. Chào các bạn, mình mới vừa ra khỏi cổng chào La Bian và đang trên đường đi ra một quán cà phê. Sau khi ra lên quán cà phê thì mình sẽ lên các địa điểm tiếp theo để đi quay tiếp cho mọi người ha. Mọi người cảm giác như thế nào về La Bian? Đối với Văn thì cái kiểu du lịch mà nó đã quy củ, nó đã làm sẵn hết mọi thứ, có xe đưa đón đồ này kia, nói chung nó quá dễ để mình có thể chinh phục thì mình lại không thích khám phá nữa. Nhưng mà cái đó thì nó lại phù hợp với nhiều cô chú hoặc là nhiều bạn thích kiểu nhẹ nhàng thì đi chụp hình, mong muốn đi chụp hình sống ảo đồ cái kiểu. Hồi sáng mình đi, mình tới khá là sớm, phải đợi thêm người để có thể đi được chung xe. Văn đi vào thời điểm cuối tuần cho nên là Văn nghĩ là thời điểm cuối tuần là lại sẽ rất là đông luôn á. Thì cũng biết có phải như vậy không, tại vì lâu rồi mình cũng chưa lên Đà Lạt để mình trải nghiệm. Đợt trước đi thì chạy lên cũng lên Lạc Dương ngay tại đây luôn để đi camp. Thì đi camp ở ngay Lạc Dương này cũng khá là vắng vẻ rồi. Chứ lại đi camp thì nó sẽ là một cái khu vực tách biệt với những khu vực còn lại. Lên dốc, lên dốc, lên dốc. Kia rồi, quán cà phê của chúng ta kia rồi. Nãy giờ ngồi chọn thì cuối cùng mình cũng chọn được một quán cà phê có view tách vạch đối với con đường ngoài kia. Hình như đậu xe ngoài này. Cho anh order ha. Cho được là con xíu nha.
Ok, xin chào tất cả các bạn. Văn mới vừa cà phê xong. Quán cà phê rất là dễ thương. Có một em chó màu trắng và một em lông xù, một em poodle, một em lông xù nhỏ và một em mèo đen. Khá là dễ thương. Nãy giờ thì mua bịch bánh tráng nhưng mà nhóc nó ăn hết nữa. Đó, mọi người thấy nó không? Đang đi kìa. Đó, to đùng luôn đó. Đó, 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 đó. Dễ thương ghê luôn. Đó, do hồi nãy Văn sạc pin GoPro cho nên là không có quay được nhiều footage cũng như tương tác với mọi người ha. Mình chỉ quay được vài đoạn sơ sơ ở đây thôi. Chủ yếu là tới đây nghỉ ngơi, uống cà phê là 9, ngắm chó là 10. Đó, buổi chiều mọi người ra khu vực bên đó đó, ngắm hoàng hôn ở nguyên khu vực đỉnh núi Lâm Biang nè, rất là đẹp luôn. Quán này thì nằm tách biệt ở trong một cái khu vực riêng ha. Có khu vực rìa vườn, cây cỏ rất là nhiều luôn. Và cái bàn cuốn rất là dễ thương nữa. Cà phê thì Văn thấy uống tạm ổn, không xuất sắc lắm. Đó, chỉ vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đi qua địa điểm tiếp theo nhá. Chúng ta sẽ đi ăn trưa. Ok, let's go. Trời, đường Old Red nha mọi người. Bây giờ sẽ đi ăn gà nướng cơm lam trước. Nó nằm chung một tuyến đường luôn nha mọi người. Hôm nay Văn chạy vision là không biết cái góc quay như thế này đã ổn chưa nữa. Văn thấy lấy bầu trời hơi ít nhưng mà lấy được phần tay lái ghi đông khá là nhiều. Tại vì mình set up cái góc lái này là để show lên cái ghi đông nó xe mình nó đẹp đẹp tí xíu. Đây, một đoạn đường rất là đẹp luôn mọi người ơi. Mát, cứ thông dong mà đi thôi. Đường này cũng là đường xuống Suối Vàng luôn nha mọi người. Đường đi Suối Vàng á. Mát lạnh, sảng khoái luôn. Hình như đây là cái đèo thì phải. Nhưng mà hồi nãy Văn chạy vô thì Văn không có thấy để tên đèo nha. Mấy cái cua lơi rất là thích luôn á. Viên nhà kính ở phía bên dưới nè. Quẹo trái vào Măng Lai. Gà quay, gà quay, gà quay. Hi, chào mọi người. Hiện tại thì Văn đang có mặt tại quán Khương Duy, chuyên nướng cơm lam, gà nướng cơm lam. Thì bây giờ mình sẽ ăn trưa ha. Thì Văn có kêu một phần gà nướng mọi. Đây là một con, giá của nó là 380.000. Và hai cây cơm lam giá của nó là 25.000 một cây. Đây, để Văn show bảng giá ha. Nướng mọi thì chúng ta sẽ có giá 380.
tại bàn là sẽ rẻ hơn một chút xíu, 3.6. ngoài ra còn có luộc, nấu cháo hấp xào xả ớt và lẩu gà. Cơm lam là món đặc trưng ở đây, sẽ có mệnh giá là 25.000. Và các món đặc sản khác như là heo, treo, nai và nhím. Rồi, nước uống thì ai muốn uống rượu thì có đại kêu. Chúng ta sẽ có rượu cần, rượu chuối, vodka và chu chu. Đây mọi người có thể nhìn cái thớ gà giống như gà quay gà nướng, nhưng mà vẫn còn giữ lại cái độ mọng nước ở trong nó khá là nhiều nè. Đó, mọng nước nè, ở trên có rắc tí lá chanh. Cái này quen quá vậy, giống cái phao câu quá vậy. Ok, gà sẽ được chặt nhỏ ra. Phán đoán con này chắc cỡ ký 2. Không, 800. Đây, gắp một miếng này ăn thử nha. Đây, chấm muối tiêu xanh ở bên đây. Còn đậu phộng là sẽ dùng để chấm cơm lam. Ngọt nha. Gà mỏng nước. Thịt rất là dai. Da gà nó chiên vừa rợp rợp tới mọi người. Vẫn còn cái thớ thịt vẫn còn mỏng nước nè. Gân gà rất là giòn. Sụn gà nghe rợp rợp luôn. Ngon. Con gà này Băng thấy ăn khá nhiều quá. Thấy nhiều người, cho nên phải cần 3-4 người mới ăn được. Đây, cơm lam. Cơm lam này mọi người, chấm ý đậu phộng ha. Cái muối cùng đậu phộng có pha chút đường, đậu phộng với mè. Ăn vô rất là bùi và bè thơm luôn. Cái gạo cơm lam á thì rất là dẻo, bùi bùi thơm thơm. Dẻo nhưng ngon nha. Nãy Văn tưởng là nướng trong ống tre, nhưng mà bên ra lại là bọc quấn lá chuối. Tưởng nó không ngon, ăn là ngon không tưởng. Cảm giác giống như mọi người ăn xôi xôi nếp cẩm vậy đó. Nó có vị ngọt ngọt, hành hành giống vậy á. Văn sẽ thử phần đường nha. Đó, mọi người thấy vẫn còn cái thớ thịt vẫn còn mọng nước luôn nè. Cái lớp da rất là vàng và giòn luôn. Đó, cam cam vàng vàng. Nướng chín, vừa chín tới thôi. Gà tươi nha. Con nghĩ là con này thả vườn cho nên thịt của nó ăn rất là chắc. Ngon quá. Cho Băng xin phép cầm tay để ăn nha, tại vì món này mà ăn đũa nó hơi kỳ kỳ. Cầm tay ăn nó sẽ tự nhiên hơn. Cho nó gặm đi. Sớ thịt nó dày mọi người ơi. Bây giờ Văn sẽ ăn tiếp nha. Hẹn gặp lại mọi người địa điểm tiếp theo. Hello tất cả mọi người. Văn vừa ăn hết coi. Ăn xong gà nướng. Thực sự là con gà to quá mọi người ơi, ăn không hết nổi luôn. Tới giờ mà mình còn thở hơi lên nữa. Thực sự no nhưng mà ngon nha, rất ngon. Khu vực này chạy rất là thích luôn á mọi người, kiểu cảnh nó hoang vu, nó vắng vẻ á, với lại ít xe cộ qua lại nữa.
có mấy gốc cua lơi 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 vậy nè, khá là đẹp. Đó. Nếu mà thật sự là nếu mà muốn đi Đà Lạt mà muốn tìm về thiên nhiên á thì nên tới đường Lạc Dương nha mọi người. Và mọi người nhìn mấy tuyến đường ở đây nè, rừng thông. Cái đoạn này giống đèo Friend ghê nhưng mà to hơn mọi người ơi. Ở trên có mấy ngọn đồi nè, với lại nó cũng không nhiều cua nữa, chạy khá là thích. Thời tiết đang khá là mát mẻ, xe xe lạnh. Mưa rồi mọi người ơi, mưa rồi. Nhưng mà chạy trong cái điều kiện này thích quá. Hy vọng là thời tiết nó chỉ mưa rào giống vậy thôi thì chạy nó sẽ rất tuyệt vời luôn. Trời ơi, nó đã lạnh rồi mà nó còn ẩm ẩm mưa mưa nữa thì đúng cái chất của Đà Lạt luôn. Nhưng mà nói chứ nếu mà mưa lớn quá thì Văn cũng phải tấp vô, Văn tháo mic ra. Tại Văn sợ là GoPro nó bị vô nước á. Thì ở đây mình đang bước vào cái đèo Angkor. Không biết đọc sao nữa, không biết đọc sao cho đúng nữa. Mưa lớn rồi. Văn thì chỉ sợ ướt thiết bị của mình thôi. Chứ mình vẫn chưa mặc áo mưa mọi người. Thấy mọi người đi chiều ngược lại mặc áo mưa dữ quá. Thôi chắc mình tấp vô mình mặc áo mưa luôn đi. Đường ở trong đây mọi người thấy nó ma mị không? Ma mị cực kỳ luôn. Bên phải mình đang là vực, một cái vực sâu, sâu tít bên dưới luôn. Bên trái mình đang là núi. Hên là kỳ này đi là Văn đã chuẩn bị mang theo nón bảo hiểm của mình, có gắn pin lock rồi, cho nên là không có sợ bị động xương khi mà đi cái thời tiết mà nó ẩm ương giống như thế này. Hy vọng là chúng ta xuống dưới có nhiều thứ để chơi. Mình không biết là mình đang đi đúng đường hay không nữa mọi người ơi. Thấy hai bạn ở đằng trước đi thì mình đi theo thôi. Cảnh đúng thơ mộng luôn á. Bên phải của mình là đập suối vàng mọi người ơi. Trời ơi, suối nó chảy xiết kìa. Ôi hùng vĩ, đẹp. Đẹp nha. Rất là đẹp luôn á. Qua đường trong đây nó ma mị quá. Bạn sẽ cố gắng chơi liều thử, cứ không tháo mic ra và tương tác với mọi người luôn coi sao. Chứ đoạn này mà tháo mic mà ghép nhạc vô thì nó kỳ lắm. Mặc dù là có bản không cần sự cấm vào nhưng mà Văn vẫn muốn chạy vô quay thử cho mọi người coi. Nếu mà người ta đuổi thì mình chạy ra. Không, nhưng mà Văn thấy có mấy bạn vô tham quan luôn kìa. Chắc được nhờ. Không sao nhờ. Chắc không sao nhờ.
Hí mọi người, Văn hiện tại đang có mặt tại đập Angkret, một ngôi đập được xây dựng đầu tiên ở tại Đà Lạt đó, bởi người Pháp. Và đây là một ngôi đập rất là cổ luôn rồi mọi người. Sorry mọi người, cái ống kính len hồi nãy nó dính nước cho nên là nó hơi mờ chút xíu. Bây giờ thì Văn sẽ đi vòng vòng tham quan khu vực xung quanh đây để coi có gì thú vị hay không. Trước mắt là Văn thấy một cái dòng suối rất là lớn đang chảy mãnh liệt ở phía bên dưới luôn. Để Văn đi ngang qua đó rồi Văn sẽ quay cho mọi người được cụ thể hơn nha. Đây, như mọi người có thể thấy ha, đập được xây dựng vào năm 1945 luôn. Nghĩa là rất là lâu rồi mọi người ơi. Đã trải qua hơn 60 năm rồi. Cảnh quan xung quanh đây nè, núi rừng hùng vĩ ghê luôn á. À, dự án công trình này đã được phục hồi và cải tạo rồi. Đang quay giữa chừng thì trời lại mưa lớn rồi mọi người ơi. Mình sợ là sẽ hư thiết bị cho nên là sẽ thu xếp để đi về hôm sớm nha. Nghe nói là chỗ này sắp đóng cửa rồi cho nên là mọi người có đi thì tranh thủ ghé tới đây tham quan nha. Thực sự thì cảnh ở đây rất là đẹp. Mọi người nên đến đây trực tiếp và trải nghiệm nha. Chứ qua ống kính máy quay thì mình sẽ không thấy được rõ nét vẻ đẹp của nơi này đâu. Hello tất cả các bạn. Con vừa lại tới các bạn. Và mình đang trong bộ dạng là như một con chuột ướt. Nói chung là ở trên khô ráo hết. Chỉ có dưới này là mang áo mưa, mang theo áo, không mang theo quần. Cho nên là ướt nhẹt hết luôn rồi. Nãy dính một trận mưa khá là lớn từ dưới đập Angkret. Cho nên là không có quay được cho mọi người. Bây giờ sẽ lên phòng, nhận phòng hết. Hello, chào mọi người đến với room tour của Văn. Sau đây Văn sẽ giới thiệu một vòng căn phòng của mình nha. Ok, và ngay cửa phòng chính là phòng tắm. Căn phòng rất là sạch sẽ và dễ thương luôn. Nó có một tấm kiến bự, có cả máy sấy, bồn có rất là mới và kiến nè. Phòng tắm hồi nãy Văn mới tắm xong rồi cho nên là nó đang sắp xếp lại đồ ha mọi người. Đồ ướt khá là nhiều sau cái cơn mưa hồi nãy. Ok, và chúng ta sẽ có hai cái giường. Nón mình sẽ để ở đây. Đây là tủ đựng đồ, tủ đựng túi đó. Ở trên giường thì có xếp hình bông rất là đẹp theo tông màu xanh, có tranh ở đây đó. Đó, và đặc biệt là cái view này. View nhìn ra toàn bộ thành phố Đà Lạt ở ngoài kia luôn. Đó. Mọi người không biết có thấy rõ không nhưng mà có mây đang bay phấp phới ở ngoài đó đó. Trời nó còn khá ẩm ướt mà khá mưa ở dưới nè. Đó, đường còn ướt nhẹp à. Một cái mà Văn luôn phát hiện ra rất hay đó là việc hạn chế sử dụng chai nhựa ở trong khách sạn. Và thay vào đó, khách sạn sẽ dùng một chai thủy tinh để đựng nước. Nước này sẽ mọi người có thể refill, lấy ở dưới sảnh, ở dưới tầng 1 ha. Đó, lấy thì gỡ ra thì cũng đơn giản thôi. Đó, gỡ ra là bung cái nóc ra được nè. Đó, đây là một vài đồ ăn kèm ở dưới. Và tủ lạnh sẽ được đặt ở trong đây. Bây giờ Văn sẽ nghỉ ngơi một chút xíu rồi nghĩ là tối nay sẽ đi quay nữa cho mọi người được coi ha. Hẹn gặp lại mọi người tối nay. Meanwhile, bây giờ là 8 giờ tối và ở ngoài trời đang mưa. Mưa không lớn lắm nhưng cũng không có ít để mình có thể lết xác ra khỏi phòng được chút kiểu. Bây giờ lên Đà Lạt chỉ để đổi chỗ ngủ thôi mọi người. Cho nên là tối nay sẽ quyết định ăn mì gói tại phòng cộng với gà. Trưa nay ăn không hết sẽ đem về, sẽ phay ra để bỏ vào trong mì.